Trước đó, vào ngày 13 tháng 10, ông Nguyễn Trung, người coi sóc đình Hiền Sĩ đến quét dọn đình thì phát hiện kẻ gian đột tường, phá cửa bên hông đình bỗng nhiên nhập vào phá khóa tủ án thờ lấy trộm một lục bình và một chế cổ từ thời vua Tự Đức. Hai cổ vật cao 60 cm, được làm bằng sứ, trắng men màu đất và trắng, xanh, riêng lục bình có đường kính 40 cm, chế có đường kính 80 cm. Nhận được tin báo, công an làng Mạc Phong Sơn liền đến hiện trường tích lũy chứng cứ để điều tra làm rõ ràng vụ trộm. Theo ông Lê Ngọc Biên, trưởng ban trị sự làng Mạc Hiền Sĩ, tủ án thờ ở đình làng Mạc là nơi cất giữ các cổ vật của đình và những vật dụng khác như các bộ lư đồng, chiên đồng và chỉ được làng Mạc sử dụng vào các dịp đại lễ. Tuy nhiên, có thể kẻ gian nhận thấy lục bình và chén sứ cổ có giá trị cao nên chỉ lấy trộm hai cổ vật này. Được biết, đình làng Mạc Hiền Sĩ thành lập cách đây gần 700 năm, ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử cách mạng và được tỉnh Thừa Thiên – Huế công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh từ năm 2015.